Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại bản tin tối hàng ngày trên kênh Quang Linh Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình. Trước khi đến với phần thông tin chi tiết, hãy cùng tôi điểm qua những tin nóng hổi nhất trong vòng 24 giờ qua. Vĩnh Long ghi nhận 393 trường hợp nhiễm Covid-19 mới và 8 trường hợp tử vong. Cập nhật mới nhất về cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Người về Vĩnh Long ăn Tết sẽ không cần xác định từ vùng đỏ hay vùng xanh. Và thông tin chi tiết các tin tức như sau. Mở đầu video như thường lệ là thông tin về số liệu diễn biến dịch bệnh Covid-19 trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 1 năm 2022. Toàn tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận 393 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, trong đó 309 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Tại thành phố Vĩnh Long là 54 trường hợp, huyện Long Hồ là 66 trường hợp, huyện Mang Thít là 28 trường hợp, huyện Vũng Liêm là 55 trường hợp, huyện Tam Bình là 60 trường hợp, huyện Trà Ôn là 2 trường hợp, thị xã Bình Minh là 36 trường hợp và huyện Bình Tân là 8 trường hợp. 48 trường hợp qua sàng lọc tại cơ sở y tế. Tại Trung tâm Y tế huyện Mang Thít là 2 trường hợp, Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ là 3 trường hợp, Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn là 34 trường hợp, Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh là 2 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long là 4 trường hợp, Bệnh viện Phổi Vĩnh Long là 2 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á là 1 trường hợp. 36 trường hợp là F1, chuyển thành F0, đã được cách ly tại nhà trước đó. Tại thành phố Vĩnh Long là 1 trường hợp, huyện Long Hồ là 11 trường hợp, huyện Mang Thít là 2 trường hợp, huyện Vũng Liêm là 15 trường hợp, huyện Tam Bình là 5 trường hợp và huyện Bình Tân là 2 trường hợp. Cũng trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 1, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận thêm 8 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long lên con số 533 ca. Thông tin cụ thể về các trường hợp tử vong như sau. Có 1 trường hợp tử vong tại nhà, là trường hợp số 1, một bệnh nhân nữ 55 tuổi địa chỉ tại huyện Mang Thít. 1 trường hợp tử vong tại bệnh viện Phổi Vĩnh Long, là trường hợp thứ 2, một bệnh nhân nữ 56 tuổi địa chỉ tại huyện Vũng Liêm. 1 trường hợp tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, là trường hợp thứ 3, một bệnh nhân nam 72 tuổi địa chỉ tại huyện Long Hồ. 1 trường hợp tử vong tại bệnh viện Dã Chiến số 2, là trường hợp thứ 4, một bệnh nhân nam 73 tuổi địa chỉ tại huyện Mang Thít. 4 trường hợp còn lại tử vong tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 Vĩnh Long, là trường hợp thứ 5, một bệnh nhân nữ 81 tuổi địa chỉ tại huyện Long Hồ. Trường hợp thứ 6, một bệnh nhân nữ 55 tuổi địa chỉ tại huyện Mang Thít. Trường hợp thứ 7, một bệnh nhân nữ 77 tuổi, địa chỉ tại tỉnh Trà Vinh. Trường hợp thứ 8, một bệnh nhân nữ 53 tuổi, địa chỉ tại huyện Long Hồ. Thông tin thứ 2 mà kênh Quang Linh Vlog tổng hợp được là về cập nhật cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo nghị quyết số 128 của Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Theo đó, toàn tỉnh Vĩnh Long được xác định cấp độ dịch là cấp độ 3. Ở cấp huyện, thị xã, thành phố, có 3 trên 8 huyện, thị xã, thành phố được xác định dịch ở cấp độ 2, bao gồm các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn và Bình Tân. 5 trên 8 huyện, thị xã, thành phố có dịch được xác định ở cấp độ 3, hay còn gọi là vùng nguy cơ cao, bao gồm thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ, huyện Mang Thít, huyện Tam Bình và thị xã Bình Minh. Đối với cấp xã, phường, thị trấn, tin rất vui là Vĩnh Long đã có được 6 xã, phường, thị trấn có dịch được xác định ở cấp độ 1 hay còn gọi là vùng xanh, bao gồm tại thành phố Vĩnh Long có phường Trường An, tại huyện Vũng Liêm có các xã Quế Thiện, Thanh Bình và Trung An, tại huyện Trà Ôn có xã Phú Thành, tại huyện Bình Tân có xã Nguyễn Văn Thảnh. Và một thông tin vui nữa là tỉnh Vĩnh Long chỉ còn 5 xã, phường, thị trấn được xác định cấp độ dịch là cấp độ 4 hay còn gọi là vùng nguy cơ rất cao, bao gồm tại huyện Mang Thít có xã Tân An Hội, tại huyện Tam Bình có các xã Phú Lộc, Song Phú và Tân Lộc, tại thị xã Bình Minh có xã Đông Thạnh. 56 xã, phường, thị trấn có dịch ở cấp độ 3, bao gồm tại thành phố Vĩnh Long có phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 8 và các phường Tân Ngãi, Tân Hòa và Tân Hội. Tại huyện Long Hồ có các xã Hòa Phú, Long Phước, Phú Quế và Phước Hậu. Tại huyện Mang Thít có thị trấn Cái Nhâm và các xã An Phước, Bình Phước, Chánh An, Hòa Tịnh, Long Mỹ, Mỹ An, Mỹ Phước, Nhân Phú, Tân Long và Tân Long Hội. Tại huyện Vũng Liêm có thị trấn Vũng Liêm và các xã Hiếu Phụng, Quế An và Trung Thành Tây. Tại huyện Tam Bình có các xã Bình Ninh, Hậu Lộc, Hòa Lộc, Hòa Hiệp, Loan Mỹ, Mỹ Lộc, Mỹ Thạnh Trung, Ngãi Tứ, Phú Thịnh, Tân Phú và xã Tường Lộc. Tại huyện Trà Ôn có thị trấn Trà Ôn và các xã Hòa Bình, Hữu Thành, Tân Mỹ, Tích Thiện, Thiện Mỹ, Trà Côn và xã Xuân Hiệp. Tại thị xã Bình Minh có các phường Cái Vồn, Đông Thuận, Thành Phước và các xã Đông Bình, Đông Thành, Mỹ Hòa và Thuận An. Tại huyện Bình Tân chỉ có 2 xã là Tân Lược và Thành Trung. Còn 40 xã phường thị trấn còn lại được xác định cấp độ dịch là cấp độ 2 hay còn gọi là vùng nguy cơ trung bình. Thông tin thứ ba mà kênh Quang Linh Vlog tổng hợp được về việc người dân về Vĩnh Long ăn Tết sẽ không cần xác định là từ vùng đỏ hay vùng xanh. Cụ thể, người dân từ các tỉnh khác đến Vĩnh Long, dù bất cứ ở vùng cấp độ dịch nào, đều phải khai báo y tế, tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, nhưng không phải thực hiện cách ly y tế. Ngày 15 tháng 1, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc đi lại của người dân hiện nay thực hiện theo nghị quyết số 128 của chính phủ. Người dân phải chủ động theo dõi sức khỏe của mình và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan y tế. Theo đó, người dân từ các tỉnh khác về quê Vĩnh Long đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 không cần thực hiện cách ly y tế. Tỉnh Vĩnh Long cũng không phân biệt người về từ vùng đỏ là vùng có cấp độ dịch là cấp độ 4 hay vùng xanh là vùng có cấp độ 1. Ông Văn Công Minh thông tin thêm, hiện tại hầu hết người dân đã tiêm vaccine hoặc đã tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19. Nhiều người đã tiêm mũi 3, số chưa tiêm vaccine thì rất hiếm. Do đó, khi người dân từ tỉnh khác về Vĩnh Long sẽ không phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế nào. Tuy nhiên, phải thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Thông báo đến cơ quan y tế ngay khi có các dấu hiệu như sốt, ho, đau họng, vân vân. Cũng theo ông Minh, người từ các tỉnh thành khác về Vĩnh Long phải theo dõi địa phương mình đến đang ở cấp độ dịch nào để thực hiện nghiêm theo quyết định số 2936 ngày 30 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn của tỉnh theo cấp độ nguy cơ. Cụ thể, tại các địa phương có cấp độ dịch ở cấp độ 2, cấp độ 3 và cấp độ 4 thì các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ lây nhiễm cao như quán bar, karaoke, game, massage, chợ đêm sẽ tiếp tục dừng hoạt động. Các vùng ở cấp độ 2 và cấp độ 3 hoạt động ăn uống tại chỗ được phép phục vụ nhưng không được mở cửa quá 21 giờ. Phải đảm bảo nhân viên phục vụ được tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, tạo và quét mã QR để kiểm soát thông tin người vào ra, thực hiện giãn cách phòng chống dịch bệnh Covid-19, bố trí chỗ ngồi phù hợp để đảm bảo giãn cách. Khoảng cách giữa bàn với bàn tối thiểu là 2 mét hoặc có vách ngăn, chỉ được phép bán hàng mang đi ở địa phương cấp độ dịch là cấp độ 4. Hoạt động tập trung đông người ngoài trời không vượt quá 10 người ở vùng ở cấp độ 3 và 20 người ở vùng ở cấp độ 2. Nếu người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19 và âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ, thì không được phép tập trung cùng thời điểm quá 100 người ở vùng cấp độ 2 và 70 người ở vùng cấp độ 3. Vùng cấp độ 4 thì ngừng hoạt động. Đối với việc đi lại và một số hoạt động khác, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho phép được hoạt động, nhưng kèm điều kiện cụ thể theo từng cấp độ dịch của địa phương và quy định. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long mới nhất mà kênh Quang Linh Vlog tổng hợp đến mọi người. Nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa. Để chủ động phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. không tụ tập đông người. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19.